Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn bài thuốc trị sỏi thận bằng rau ngổ nhé. Rau ngổ thì chúng ta uống như uống sinh tố ấy, thì sẽ chữa được bệnh liên quan đến sỏi thận rất là hiệu quả. Chúng ta sẽ dùng khoảng 50 g rau ngổ rửa sạch với nước muối loãng và để ráo. Sau đó chúng ta sẽ dùng máy xay để chúng ta xay nhuyễn nhé. Chúng ta đổ 2 chén nước vào và xay cùng, rồi sau đó chúng ta lọc, chúng ta bỏ cái cặn đi thì khi uống nó dễ uống hơn, nó rất là nhiều. Và khi mà chúng ta uống như vậy thì chúng ta sẽ duy trì uống là 2 lần trên một ngày và duy trì tối thiểu là 1 tuần, và để hiệu quả cao nhất thì chúng ta dùng trong 10 ngày là nhá, thì cái sỏi của chúng ta nó sẽ ra dần đi và nghỉ khoảng 1 đến 2 tuần nữa sau chúng ta lại dùng tiếp để cho sỏi của chúng ta nó ra hết đi nhá. Với cái rau ngổ này thì chữa sỏi thận rất là hiệu quả vì rau ngổ nó có rất là nhiều công dụng ấy. Rau ngổ thì có tác dụng thanh nhiệt, chỉ khái, chống viêm, giảm sưng đau, giải độc, tiêu thũng, làm vị thuốc sát trùng đường ruột. Có tính lợi tiểu, trị sỏi thận, giảm nóng sốt, trị thủy thủng, viêm kết mạc, bế phong, thuyên giảm triệu chứng thủy đậu, trị những cơn đau bụng, ngăn ngừa lão hóa nữa. Thế nên khi mà chúng ta dùng cái rau ngổ này, ngoài cái công dụng trị sỏi thận ra, nó còn có rất là nhiều công dụng khác. Đấy, chỉ cần lưu ý là khi chúng ta làm thì chúng ta vì là uống nước tươi cho nên chúng ta phải rửa thật sạch, ngâm với nước muối loãng rồi rửa lại bằng nước lọc. Rồi chúng ta mang đi xay cùng với nước đun sôi để nguội để chúng ta uống thôi. Thì cái hiệu quả của chúng ta nâng cao và không lo bị đau bụng ấy. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này đây ạ.